thế nào là thực phẩm dương rừng? Tất cả chúng ta đều khá quen thuộc với rừng, và rừng là một hệ thống sinh thái tự nhiên với rất nhiều thực vật, đa dạng, động vật và nấm. Tất cả đều sống hòa hợp với nhau và phản ứng chặt chẽ với nhau rất vi tế trong nhiều tầng, nhiều lớp. Được thiết kế bởi tự nhiên, tự vận hành, tự duy trì như một hệ thống tự động và tất cả đều cân bằng hoàn hảo. Hãy tưởng tượng rằng bạn có một khu vườn hoạt động như hệ thống của rừng và phần lớn các loài cây trong hệ thống đó đều là loại cây có thể thu hoạch. Đó chính là thực phẩm vườn rừng. Vì vậy, bằng cách hiểu được cách thức mà tự nhiên đã thiết kế hệ thống rừng, cách thức mà hệ thống đó tự duy trì, tự nhân rộng, chúng ta có thể mô phỏng hệ thống đó với nhiều loại cây có thể thu hoạch. Vì vậy, chúng ta có thể tạo ra thực phẩm theo cách bền vững nhất với số lượng ban đầu vào tối thiểu cho số lượng đầu ra tối đa ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới với hệ thống thực phẩm vườn rừng như vậy. Chúng ta thực sự có thể thiết kế và trồng trọt lương thực trong dài hạn và bền vững. Mọi khu rừng đều có đa tầng đa tán, vì vậy bạn có thể bắt đầu với tầng tán phủ, hay còn gọi là tầng vượt tán, tầng cao nhất của rừng. Sau đó, bạn có tầng tán chính, và thấp hơn nữa bạn có tầng cây bụi. Xuống thấp hơn là tầng thảo mộc và những loại cây không thân gỗ. Và sau đó, bạn có tầng đáy rừng, bạn có loại cây có rễ to và nhiều tinh bột. Và trên mặt đất, bạn có thảm cây che phủ đất và bạn cũng có những cây leo mọc không phân bố ở tầng cụ thể nào. Khu rừng nguyên sinh nào cũng có nhiều tầng tán như vậy. Ở vùng nhiệt đới có sự xuất hiện của cây tràm và tầng tán chính chủ yếu là cây tràm. Và bạn cũng có thể có những biến thể nhẹ ở những vùng khí hậu khác nhau. Nhưng bạn vẫn sẽ có những tầng tán cơ bản và cây cối chiếm hết không gian của rừng. Khi chúng ta thiết kế thực phẩm vườn rừng, chúng ta sẽ thiết kế hệ thống tầng tán hoạt động theo lợi ích của chúng ta cho việc sản xuất và duy trì thông qua chức năng riêng. Đây là vùng cận nhiệt đới, bạn có cây tamarillo, cà chua thân gỗ là tầng tán chính, và bạn có cây khoai môn, cây cacao và cây sắn ở tầng đáy rừng. Điều này sẽ thay đổi tùy theo sự thay đổi từ khí hậu này sang khí hậu khác. Và bạn có những loại cây thu hoạch ở tầng tán chính như cây phêchoa, ổi dứa, ổi và cam quýt, và các loại cây thảo mộc to lớn như cây chuối. Và sau đó bạn có những loại cây hỗ trợ như là cây đậu kem, cây tabunatibu và cây phi lao. Chúng là những cây lớn nhưng chúng liên tục hỗ trợ rừng bằng cách tái tạo dinh dưỡng cho đất. Bạn cũng có thể có tầng tán chính với những loại cây giúp cố định nitơ như là cây chi keo và cây keo dậu, các loại giống cây keo và giống cây đậu khác. Chúng thực sự rất tốt, chuyển đổi rất nhanh, giúp chuyển hóa nhanh carbon và cố định nitơ, và có thể được cắt nhỏ ra để làm thành lớp phủ cho đất và tăng sinh khối cho đất. Trong mọi không gian của vườn rừng, bạn có thể thiết kế trồng những giống cây với mục đích thu hoạch. Ở đây chúng ta có quả roi, dâu tằm, chúng ta có những cây họ đậu lớn và những cây ăn quả lớn. Ở đây bạn có quả mít, loại quả lớn nhất thế giới. Chúng ta có cây thông bunya, một loại cây có hạt rất lớn. Chúng ta cũng có hồ đào, đó là một loại cây ăn hạt, chúng rụng hết lá vào mùa đông. Và chúng ta có cây xoài, một cây ăn trái rất to ở tầng vượt tán. Cây cối phủ khắp mọi không gian trong hệ thống vườn rừng. Điều đó cực kỳ ổn định khi tất cả mọi tầng tán được hoàn thiện và được phủ đầy. Chúng ta có thể trồng thực phẩm vườn rừng bằng cách trồng các loại cây hỗ trợ cùng một lúc trồng với các loại cây ăn trái và quản lý tốt những loại cây hỗ trợ để che chở và thúc đẩy các loại cây cho thu hoạch. Hoặc chúng ta có thể chỉ trồng các loại hỗ trợ tiên phong đến khi ta có được tầng tán phủ ổn định. Nhưng chúng ta sẽ không làm theo cách thức khác. Chúng ta sẽ không bắt đầu với những loại thu hoạch và làm việc cực lực với rất nhiều phân bón đầu vào để giữ cho những cây thu hoạch luôn ở trạng thái khỏe mạnh. Các loại cây hỗ trợ sẽ làm việc đó cho chúng ta. Nó có thể lên đến 95% trong phần lớn những năm đầu tiên là những cây họ đậu và những cây tạo ra lớp mùn giúp gia tăng sinh khối cho đất. Chúng ta cắt tỉa những cây này
và những cây này để tạo nitơ cho đất, bởi vì chúng có những mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Chúng là những cây tiên phong nền tảng. Và với hầu hết các loại cây cố định đạm, chúng có đối tác là vi khuẩn nốt rễ Rhizobium. Những vi khuẩn này biến đổi nitơ trong khí quyển thành amoniac và sau đó cung cấp các hợp chất nitơ hữu cơ như glutamin hay ure cho cây. Và cuối cùng, khi cây chết đi, các chất nitơ được thêm vào đất. Giờ đây chúng ta có thể đẩy nhanh quá trình đó. Chúng ta có thể cắt tỉa hoặc hy sinh những loài cây đó vào những thời điểm thích hợp và để chúng vào những khu vực thích hợp trong vườn rừng. Vì vậy, theo thời gian, những loại cây mà chúng ta đã hy sinh mở ra cơ hội phát triển cho những loại cây mà chúng ta muốn trồng để thu hoạch. Chúng che chở và hỗ trợ, cung cấp phân bón, điều hòa đất và chuyển hóa cho đất. Chúng ta sắp đặt các loại cây trong hệ thống vườn rừng này theo không gian và cắt tỉa chúng theo chu kỳ thời gian thích hợp. Và chúng ta chờ đợi vào thời điểm trong năm khi mà lượng mưa nhiều hơn lượng nước bốc hơi. Sau thời kỳ đó, khi mà mùa khô đến với lượng nước bốc hơi cao hơn lượng mưa, chúng ta sẽ cần bóng mát và chúng ta để bóng mát che chở. Nhưng ngay sau khi lượng mưa trở nên nhiều hơn và cao hơn lượng nước bốc hơi, chúng ta bắt đầu cắt tỉa và mở đường cho ánh sáng và tạo không gian thoáng cho những loại cây thu hoạch phát triển vươn lên chiếm không gian. Và bây giờ, theo thời gian, kể từ khi chúng ta bắt đầu tạo lập vườn rừng, chúng ta sẽ có ngày càng ít đi những loại cây hỗ trợ tiên phong và có ngày càng nhiều hơn những loại cây thu hoạch. Và chúng ta kết thúc với sự đảo ngược về số lượng. Chúng ta có tới 95% những loại cây thu hoạch và 5% những loại cây hỗ trợ. Vậy là chúng ta không chỉ thiết kế theo không gian, chúng ta còn thiết kế theo thời gian và chúng ta tăng tốc cho quá trình đó. Cây họ đậu này đã được cắt ngọn, trông chúng hơi tội nghiệp nhưng chúng sẽ nhanh chóng phát triển lại. Bạn có thể thấy ở đây những chồi non đã bắt đầu nảy mầm khắp nơi và tất cả đều giống nhau. Với sự tái sinh, chúng ta sẽ có những hình thái đẹp đẽ vào khoảng thời gian nóng của năm khi lượng nước bốc hơi cao hơn lượng mưa. Thì những cây hỗ trợ này là y tá đắc lực cho những cây ăn trái của bạn khi những cây ăn trái đó còn nhỏ. Sau này, chúng ta có thể cắt chúng thường xuyên hơn và tiếp tục gia tăng sinh khối cho đất. Và sau đó nữa, chúng ta có thể cắt chúng một lát cắt thấp hơn, thêm một vài lần cắt tỉa nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục gia tăng sinh khối và đến cuối cùng chúng ta cắt chúng sát mặt đất và không cho chúng phát triển lá thêm nữa. Chúng thật sự sẽ chết đi, phụ thuộc vào lựa chọn của chúng ta. Chúng ta thật sự đang kiểm soát vườn rừng và để nó phát triển theo hướng có lợi cho các loài cây mà ta muốn thu hoạch. Chúng ta thay đổi cách mà các loài cây phát triển theo hướng có lợi. Ở đây bạn thấy sự tái sinh của một cái cây vừa được cắt ngọn và chỉ trong một tháng, trong khu vườn rừng cận xích đạo này, bạn có thể thu hoạch tất cả lượng gỗ này. Có thể là một lần một năm trong điều kiện khí hậu ôn hòa, hay mỗi 6 tháng một lần hoặc 3 tháng một lần ở vùng nhiệt đới. Bạn đang làm việc với chu kỳ của vườn rừng phụ thuộc vào các vùng khí hậu. Bạn đang cho đất được gia tăng sinh khối với những phần cây được cắt tỉa. Và bạn chính là người thiết kế cách thức phát triển của vườn rừng. Chúng ta có thể dùng động vật để giúp chúng ta phát triển nguồn thức ăn cho đất. Chúng ta có thể chăn thả những động vật cỡ lớn và thiết kế cho chúng những không gian riêng để chúng ta có thể ăn được những cây cỏ nhỏ và chúng ta cho thêm gia cầm như gà và vịt. Tất cả sẽ giúp tạo ra một lớp phân bón tốt trên bề mặt. Và sau đó, khi những cây trồng lớn lên, chúng ta tiếp tục duy trì chăn nuôi gà và vịt để thúc đẩy quá trình phát triển của vườn rừng. Và với cách thức này, chúng ta có thể sử dụng các loài động vật để đạt được lợi thế chăn nuôi và gia tăng hiệu quả cho cây trồng cho chúng ta cùng một lúc. Tôi đang ngồi trong một vườn rừng đã được phục hồi bởi những bạn vịt. Khu vực này bây giờ đã rất tốt, có khá nhiều cỏ mọc dài và kết cụm lại và có nhiều loại cây cỏ mọc không mong muốn, ta gọi là cỏ dại. Chúng ta đặt một hàng rào xung quanh, một hàng rào tạm thời, hàng rào điện nhưng không có điện. Chúng ta nuôi 100 con vịt giống Muscovy. Chỉ trong vòng 3 tuần, chúng thay đổi toàn bộ khu vực này. Chúng ăn hầu hết các cây xanh, chúng sang phẳng những đám cỏ, chúng bón phân cho đất và chúng đã cải tạo cho đất. Và dùng đất này đã sẵn sàng để trồng cây.
với các loại cây hỗ trợ và các loại cây ăn trái ở những khu vực thích hợp. Tận dụng thời gian này, quá trình năng động này, chúng ta có thể tham gia vào và thiết kế toàn bộ hệ thống cây trồng để mang lại sự tương tác ổn định và đa dạng. Và chúng ta có thể tiến hành ngay việc bảo trì mà không bao giờ cần sự kiện này xảy ra nữa. Đây là một lợi thế về thời gian từ việc tận dụng sự tương tác của động vật đến việc trồng cây, là chúng ta có thể làm việc này bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ mảnh đất nào mà ta muốn phục hồi. Chỉ mới 3 tuần trước, những vạn vật đã ở đây. Bây giờ, đất đã được phục hồi. Chúng ta trồng những loại cây hỗ trợ và thêm vào những loại cây ăn trái. Chúng ta đã thiết lập thêm lớp phủ cho đất và chúng ta đã có một con đường nhỏ được bao quanh bởi tỉa cây, tỉa cành đúng theo cách mà chúng ta kiểm soát. Khu vườn rừng giờ đây đang đi vào quỹ đạo của sự ổn định bền vững. Từ giờ trở đi, chức năng thực phẩm của vườn rừng hoạt động như một hệ thống sinh thái sống và chúng đa dạng, ổn định. Và chúng hoàn toàn không giống với nông nghiệp hiện đại. Một nền nông nghiệp không đa dạng, không ổn định và không màu mỡ. Sức sản xuất của đất là không đổi, khả năng sinh sản không ngừng tăng lên, sự đa dạng của sản xuất là không ngừng nghỉ. Vậy, với thực phẩm vườn rừng, bạn có một hệ thống có khả năng tự nhân rộng theo thời gian. Không có một hệ thống nào năng suất như vậy, trên mỗi mét vuông chỉ với một lượng nhỏ đầu vào. Hệ thống này đã được chứng minh ngay cả với nông nghiệp đô thị. Nhiều người đã nghe câu nói của tôi, bạn có thể giải quyết mọi vấn đề của thế giới trong khu vườn của bạn. Nhưng có bao nhiêu người hiểu được ý nghĩa của câu nói này? Tôi đề xuất đó là thực phẩm vườn rừng. Chúng sẽ hoạt động ở bất kỳ nơi đâu và hệ thống vườn rừng này mang đến cho chúng ta sự an toàn bền vững trên toàn thế giới. Chúng ta cần mọi người trên thế giới nhận ra rằng nếu chúng ta đều đồng lòng, cùng đi trên con đường này, chúng ta có thể giải quyết mọi vấn đề của thế giới. Với thực phẩm vườn rừng và cung cấp cho mọi nhu cầu thực phẩm của chúng ta mà không gây ra bất kỳ nguy hại nào đến cho tự nhiên. Thực tế là chúng ta, loài người, có thể là nhân tố hữu ích nhất trên hành tinh này.